Thời điểm hiện tại, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang miệt mài tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, Hà Nội. Trong đó, niềm hy vọng giành huy chương được đặt vào đô cử Trịnh Văn Vinh, người vừa trở lại sau án phạt cấm thi đấu 4 năm vì doping. Một buổi tập của đội cử tạ Việt Nam trong 3 lần thực hiện ở nội dung cử đẩy với mức tạ 178 kg, Trịnh Văn Vinh đều không thể thực hiện thành công. Áp lực dành cho đô cử người Bắc Ninh là rất lớn. Hiện tại còn hơn 1 tháng nữa tới ASEAN thì ban luyện cũng rất mong muốn là vận động viên và cùng ban luyện sẽ phấn đấu, sẽ vận động viên Vinh sẽ đạt được mức tạ là cử đẩy 180 kg. Tổng thành tích hiện tại đang bây giờ là 313 kg, thì ban luyện sẽ cố gắng phấn đấu để nâng mức tạ của Trịnh Văn Vinh 315 kg để chuẩn bị vào cho ASEAN. Sau hơn 4 năm Vinh quay lại thì cái tâm lý nó sẽ chưa ổn định như cái thời ngày trước. Kỹ thuật vận động viên Vinh bây giờ hiện tại là cái vai đẩy ra thì vẫn có là hơi trùng xuống chút. Còn 1 tháng nữa để Văn Vinh có thể cải thiện mức tạ của mình với 2 kg ở nội dung cử đẩy. Nhưng kể cả khi đạt được mục tiêu đề ra, thành tích mà ban huấn luyện hướng tới cho Vinh tại ASEAN 19 cũng chỉ là tấm huy chương đồng bởi các đối thủ của anh rất mạnh. Hiện tại hạng cân của Trịnh Văn Vinh thì rất khó khăn vì là vận động viên Trung Quốc thì có 2 vận động viên và Indonesia và Thái Lan cũng hai nước đấy cũng có 2 vận động viên. 2 vận động viên của Trung Quốc là Li Fabin và Chin Sen. Vận động viên của Indonesia là Eco thì vận động viên đấy đã từng huy chương Olympic ở 3 kỳ liên tiếp rồi, thành ra cũng rất là kinh nghiệm, cũng dày dặn chân mạc. Hiện tại rất là Vinh phải đánh trọng trọng, tâm lý phải cực kỳ vững vàng thì mới được. Trước khi tham dự ASEAN 19, Trịnh Văn Vinh sẽ tham dự giải vô địch thế giới, cũng chính là vòng loại Olympic Paris 2024. Và ban huấn luyện sẽ căn cứ vào thành tích ở giải đấu này để từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý cho Vinh nhằm hướng tới mục tiêu giành huy chương ở đấu trường châu lục.